Cái tiếp theo đó là chúng ta nói đến các cái sao hàn khác, đó là nói đến là La Hầu, Kế Hô vân vân. Đây, La Hầu, Kế Đô. Chúng ta thường hay nói dân gian nói một câu là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô, đúng không ạ? À? Hay nói là như vậy. Và mọi người nghe câu như vậy thì mọi người cứ nghĩ rằng là gì? Người nam mà gặp sao La Hầu hoặc là người nữ gặp sao Kế Đô là xấu nhất, thì thực chất nó không phải. Mà cái câu Nam La Hầu, nữ Kế Đô có nghĩa là gì? Đó là chính là cái khóa, tức là cái cách tính thôi. Tức là có nghĩa là khi mà tính cho nam thì sẽ bắt đầu bằng La Hầu, và nữ thì bắt đầu từ sao Kế Đô. Vì chúng ta tính đến là cái số tuổi của chúng ta hiện tại á, nó sẽ là từng cái sao gì, đúng không? Thì chúng ta dễ tính nữa. Chứ không phải là nam gặp sao La Hầu là xấu, và nữ là gặp sao Kế Đô là xấu đâu ạ. Đây, chúng ta có hai cái câu quả như sau. Đối với nam mà, đúng không? Thì nam thì khởi tài La Hầu, đài tiểu số liên tiến thuần thành, đi là gì? Hầu tủ diệu bạch dương hợn đô âm đức. Mình giải thích như sau. Đối với tính tuổi nam thì sẽ bắt đầu từ La Hầu, đúng chưa? Đài tiểu số thì có nghĩa là gì? Tuổi trục và tuổi đơn vị. Có nghĩa là mình 37 tuổi, giả sử như vậy đi ha, thì có nghĩa là tuổi trục của mình là 30 và tuổi lẻ là 37. Và chúng ta sẽ đếm theo thứ tự từng tuổi, Hầu đến Tú đến Diều đến Bạch đến Dương, và đến cái tuổi hiện tại của mình. Đúng không? Hiện tại của mình là bao nhiêu thì dừng tại cái đó. Đây, ví dụ đương nhiên tuổi này thì các bạn theo tính theo cái tuổi âm lịch của chúng ta nhé, có cả cái tuổi mùa của chúng ta ấy, chứ không phải là chúng ta tính tuổi dương lịch đâu. Giả sử như một người nam, đúng không? Nam sinh năm 1983 đi ha, như vậy là năm nay là năm 2019, như vậy là người nam năm nay có phải là 37 tuổi không ạ? Đúng không? Người nam này 37 tuổi, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong câu đó là gì? Nam sẽ bắt đầu khởi từ La Hầu và khởi theo chiều kim đồng hồ. Như vậy là 37 tuổi thì chúng ta chỉ biết mỗi đếm thôi, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Như vậy năm này người nam sinh năm 1983 sẽ điểm sao La Hầu. Tuy nhiên sao La Hầu xấu tốt như thế nào thì tí nữa mình sẽ nói. Còn chúng ta biết tính cái sao được rồi. Đúng chứ ạ, hết sức đơn giản là như vậy thôi. Đúng không? Chúng ta cứ tính tuổi, đúng không? Ví dụ như đối với tuổi khác đi. Giả sử như năm nay giả sử như là 43 tuổi đi. Đúng không? 43 tuổi thì chúng ta cùng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, đúng không? Như vậy là đúng đô. Như vậy là gì? Sẽ là sao Kế? Kế Đô. Như vậy người nam năm nay 43 tuổi thì sẽ đúng sao Kế? Kế Đô. Tương tự như vậy. Như vậy rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng hết sức đơn giản về cách tính đó. Chúng ta đếm từ 1 cho đến tuổi của người cần tính. Như vậy, tuy nhiên có một cái là gì? Đếm như vậy nó sẽ rất là lâu. Và cứ đếm từng tuổi như vậy nó sẽ rất là lâu. Được chưa? Cho nên mình sẽ chỉ cái cách mà mọi người sẽ đếm nhanh hơn. Đó là gì? Chúng ta chỉ việc lấy tuổi của trục cộng tuổi đơn vị để chúng ta đếm ra. Ví dụ như nam năm nay là 37 tuổi đúng không? Thì chúng ta lấy 3 cộng 7 là bằng 10. Đúng không? Vậy chúng ta cứ cộng lại cho đến khi còn một số 0, đúng không? Như vậy 3 cộng 7 là bằng 10, 1 cộng 0 là bằng 1. Như vậy chúng ta đếm 1. Như vậy là người này 1 có phải là La Hầu không? Như vậy là người này chính sao lá La Hầu. Đơn giản như thế cho nó nhanh, đúng không? Tương tự như vậy 4 cộng 3 là bằng
bằng 7 đúng không? Người này 43 tuổi lấy 4 cộng 3 là bằng 7. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như vậy kế đô. Đúng không? Sao kế? Kế đô. Tương tự như vậy, giả sử như một người năm nay 98 tuổi chẳng hạn đi. 98 tuổi thì có phải là chúng ta lấy 9 cộng 8 bằng 17 đúng không? 17 phần 2 số chúng ta tiếp tục cộng cho đến khi nào mà còn một số thôi. Như vậy tiếp tục lấy 1 cộng 7 bằng 8 đúng không? Như vậy 1 cộng 7 bằng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 như vậy là âm. Tức là người này sao thái? Thái âm. Đó, như vậy là đơn giản đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có hai cách đúng không? Cách thứ nhất là bắt đầu chúng ta sẽ đếm từng tuổi một đúng không? Đếm từng tuổi một đến tuổi cần tính. Cách thứ hai chúng ta cộng tuổi lại, chúng ta tính cho nó nhanh. Thì thường mọi người nên cộng lại cho nó nhanh, bởi vì chúng ta đếm từng tuổi như thế này là chúng ta rất là dễ sai sót. À, đếm lờ đếm bấm sai một cái thì tính sai sao cho người ta. Còn khi chúng ta cộng như thế này thì chúng ta bấm hết sức đơn giản. Tuy nhiên vẫn có như thầy lại sử dụng cái cách bấm lâu này, đúng không? Đếm từng tuổi này để làm gì mọi người biết không? Bởi vì làm cho nó má mì lên, đúng không? Để dọa khách hàng, mình hay gọi là làm mau đó, đúng không? Ví dụ bây giờ đếm bán vài tuổi đúng không? Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì mình, thầy nó sẽ đếm bằng miếng rồi, đúng không? Đó, đếm đến 10 thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 10 ngang đến 10. Lắc đầu rồi. Mới đếm đến 10 tuổi thôi mà cùng già bồ khách hàng lắc đầu. Vần của con năm nay xấu lắm. Đó là gì? Làm cái bài tâm lý, đánh tâm lý đối với khách hàng, làm cho khách hàng có đâu cảm thấy lo lắng đúng không? Nghe không? Mình nhắc lại ha, mình sẽ biểu diễn một chút xíu về cái mảnh khỏe của các thầy, hiểu không ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vận của con năm nay thầy thấy nó không có ổn cho lắm. Con ra đường nhớ cẩn thận tay bay và gió ha. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thầy càng xem nó càng thấy nó không ổn nữa con ạ. À. Thầy thấy sao mà nó xấu quá. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 đúng không? Bằng 37 xấu lắm con ạ. Đúng ra cái năm này là con cũng cái sáo la hầu này là cực kỳ xấu luôn. Con phải tiến hành dài, nếu không dài là con sẽ gặp cái nạn rất là nặng. Đó chính là cái cách mà các thầy phong thủy, cái mạnh khỏe của các thầy phong thủy. Cái thứ nhất là đếm từ từ, đếm nhiều là để làm gì? Cái thứ hai là kéo dài cái thời gian, đúng không? Làm cho khách hàng tâm cái tàn thải gọi là đời chờ, đúng không? Mong chờ trống ngọng thì sẽ nôn nao trong lòng, lo lắng trong lòng. Cái thứ hai là bắt đầu dừng lại ở những cái mốc đó để làm gì? Để gắm lại cái mốc đó, thầy nhớ và thầy dọa. Cứ từng mốc như vậy, thầy dọa một câu, từng mốc như vậy đến 10 tuổi. Thầy bỗng đến 10 tuổi, thầy dừng lại, thầy làm mốc, nó đâu thầy dọa một câu. Rồi thầy động đến mốc 20 tuổi, thầy dọa một câu. Bỗng đến mốc 30 tuổi, thầy dọa một câu, và cuối cùng là gì? Khách hàng người bị dọa như vậy là càng cảm thấy bất an, càng cảm thấy lo lắng. Thì đến khi chốt lại là thầy nói là gì? Khó khăn lắm, vất vả lắm, nhiều nạn lắm, con phải làm một cái lễ hóa giải. Nhưng cái lễ hóa giải đó bao nhiêu tiền? Đó, ví dụ như vậy thì tự nhiên vô tình là gì? Làm cho khách hàng sợ sệt và lo lắng. Thì lúc đó đặc biệt là cả cái bà nữ, đúng không? Cả bà nữ thì nghe đến hàn, nghe đến xui xẻo đó, rất là sợ. Thì lúc đó là thầy nói lễ 2 triệu, 3 triệu gì cũng gọi là cũng như thầy. Thực chất thầy đâu có làm gì đâu, thầy ngồi thầy đang tỉnh mà, đúng không? Thầy tỉnh 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà thầy đã tỉnh được cái gì đâu. Thầy vẫn dọa đến 20 thầy cũng chưa tỉnh thời xong, nhưng mà thầy vẫn cứ dọa được cái đó. Cái đó được gọi là đánh vào cái tâm lý lo lắng của khách hàng, đúng không? Như vậy đối với nam thì khởi thuận chiều, đi theo chiều kim đồng hồ, và bắt đầu là lá hầu đến thổ tú, đến diều, đến bạch, đến đường, đến hờn, đến đô, đến ống, đến đức. Đó thì đó là tên ngắn gọn của các sao, đúng không? Đây. Thì đây là cái tên, là ví dụ như là la, việc tắt la là la hầu, đô là kế,
Kế đô thổ là thổ tú, hợn là vấn hợn. Rồi thủy là thủy diệu, mộc là mộc đức, bạch là thái bạch, âm là thái âm, dương là thái dương, thổ là thổ tú, vân vân. Đó, đó chính là cái tên của các cái sao. Người Hà Tây gọi là cửu diệu tính, tinh quân. Rồi, tiếp tục đối với nữ. Đối với nữ thì chúng ta sẽ cùng sẽ tương tự, nhưng mà cái thứ tự các sao thì nó là đi khác. Đúng không ạ? Đối với nữ thì thứ tự các sao thì nó sẽ là đi là bắt đầu là gì? Kế, hợn, mộc, âm, tụ, la, dương, bạch, diệu. Đúng không? Kế, hợn, mộc, âm, tụ, la, dương, bạch, diệu. Đây. Rồi, nữ cũng tương tự như vậy, chúng ta tính tuổi xong rồi chúng ta cùng khởi theo đi thuần theo chiều kim đông. Đồng hồ, ví dụ như nữ năm nay giả sử như 32 tuổi, đúng không? 32 tuổi thì bây giờ chúng ta tính tầm luôn cho nó nhanh. Lấy 3 cộng 2 bằng 5, như vậy là 1 2 3 4 5, như vậy cũng tú. Như vậy là năm nay nữ nào mà 32 tuổi là tính sao thổ. Thổ tú. Rồi, tương tự nữ 49 tuổi, đúng không? 49 thì 4 cộng 9 là 10. 4 cộng 9 là 13, 13 lại 1 cộng 3 là bằng 4. Như vậy 1, 2, 3, 4, như vậy là thái, thái âm. Như vậy người nữ năm nay 49 tuổi thì cũng sao thái, thái âm. À, cách tính là đơn giản như vậy thôi. Cho nên mọi người cần phải hiểu rõ lại là gì? Cái câu mà nam la hầu, nữ kế đô không có nghĩa là gì? Nam gặp sao la hầu là xấu nhất và nữ gặp sao kế đô là xấu nhất. Mà đó chính là cái khóa để bắt đầu khởi cái tuổi. Là từ đó, có phải là nam bắt đầu khởi từ kế đô không? À, xin lỗi, la hầu không? Và nữ như vậy bắt đầu khởi từ kế đô không? À. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành tính được, xem là cái tuổi của mình trong mỗi năm như vậy nó tính cái gì? Rồi, bây giờ chúng ta mới nói đến là gì? Ảnh hưởng tốt xấu của cửu diệu tinh quân. Tức là cái sao đó ảnh hưởng như thế nào? À. La hầu tháng 7 tháng giêng coi chừng kẻo gặp tai khiến đến mình. À. Điều này có nghĩa là gì? Đối với sao la hầu chỉ xấu trong tháng 7 tháng giêng, và cái xấu đó là cái gặp tai, tai nạn nó liên quan đến mình. À. Chứ không có nghĩa là la hầu sẽ xấu cho cả năm. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là cái sao đó là cái tác dụng xấu luôn cả năm, mà cái đó không đúng. Nó chỉ tác dụng trong một vài tháng nhất định trong năm mà thôi. Ví dụ như trong này nó nói rõ luôn, sao tháng 7, sao la hầu là cẩn thận tháng 7 và tháng giêng, còn những tháng còn lại là không có sao hết. Được chưa? Tiếp tục. Thổ tú thủy diệu dự gìn tháng 4, tháng 8 đồng tình với ai? Thế là có nghĩa là sao thổ tú và sao thủy diệu á, đúng không? Nó chỉ quan trọng ở tháng 4 và tháng 8, đúng không? Và nó liên quan đến chuyện xấu về chuyện tình cảm mà thôi. Đúng không? Những cái chuyện khác nó không xấu, và những cái tháng khác nó cũng không có xấu. Đặc biệt này, nhằm sao thái bạch ra chi, tháng 5 trùng kỳ gắn chi đề phòng. Đó, có nghĩa là gì? Sao thái bạch thì chỉ có kỳ tháng 5 thôi này. Đó, tháng 5 trùng kỳ gắn chi đề phòng có nghĩa là kỳ tháng 5 và tránh tháng 5 thôi. Có nghĩa là những ai mà trúng sao thái bạch, đúng không, thì chúng ta chỉ cần kỳ cái tháng năm, tránh cái tháng năm đó ra. Cái tháng năm chúng ta đừng có hợp tác làm ăn, đừng có bỏ tiền ra để làm ăn, đúng không? Chứ không phải là chúng ta kỳ nguyên cả năm, đúng không? Có nhiều người rất là lo sợ là gì, là đến cái sao thái bạch nguyên một cái năm đó là không có dám làm gì hết, đúng không? Thậm chí là kỳ luôn mặc áo trắng ra đường nữa, đúng không? Cái đó không có cần thiết, đúng không? Bởi vì khi chúng ta đi làm công ăn lương thì chúng ta không nói, nhưng mà giả sử như chúng ta là một người đi kinh doanh đi, mà nguyên cả một cái năm đó chúng ta không dám bỏ tiền ra, chúng ta đầu tư, chúng ta kinh doanh gì hết, thì có phải là chúng ta mất được bao nhiêu cơ hội không? Nó cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ được cái tác dụng, cái tác động của sao đó vào những cái thời điểm đúng để chúng ta tránh, hoặc là chúng ta dùng vào những cái thời điểm đó. Ví dụ sao thái bạch chúng ta chỉ cần tránh tháng năm mà thôi, còn những tháng khác không có sao hết, chúng ta có thể làm đầu tư. À, tương tự đối với những cái tháng khác, ví dụ như là
Thái dương chúa tể nhật cung tháng 10, tháng 6 vận thông đắc tài, đúng không? Ví dụ thái dương nó rất là tốt trong tháng 10 và tháng 6. Rồi gặp sao vân hợn tháng 2 cùng là tháng 8 xảy hoại thị phi, như vậy vân hợn tháng 2 và tháng 8 là sở thí thị phi, kế đô sao ấy đến kỳ tháng 3 tháng 9 là sầu bi khóc thầm, như vậy kế đô thì xấu tháng 3 tháng tháng 9. Nhiệt nguyệt cung hoàng hậu thái âm chính thì kiết, 11 thì lâm khổ nạn. Có nghĩa là gì? Sao thái âm thì tháng 9 thì tốt mà tháng 11 thì xấu. Đó. Tương tự như vậy, tới sao mộc đức an vui, nồi trong tháng chạp được bán phước lành, tức là sao mộc đức thì vào tháng 12 thì sẽ thường là được có phước lành. À. Như vậy cụ thể như thế nào thì ở trong cái tài liệu chúng ta cũng đã có rồi đó. Ví dụ sao là hầu tháng 1, tháng 7, tháng 1 đã gặp tai họa như thế nào đó. Rồi, tương tự sao cổ tú như thế nào thì trong tài liệu nó đã có sẵn, mọi người có thể đọc thêm về tài liệu để nắm rõ hơn. Ngoài ra thì trong tài liệu cũng có chỉ cái cách để mà mình cúng sao luôn, mình cúng các cái sao này như thế nào, cái thời điểm nào cúng, rồi bố trí các cái nến các cái như thế nào để cúng ngoại giải các cái sao này, thì chúng ta có thể đọc thêm trong cái quyển gọi là phong thủy cải vận mà mình đã tổng hợp và biên soạn. Lưu ý với mọi người là cái sách này ở ngoài tây thị trường thì không có, bởi vì sách này là sách mà mình đã tổng hợp và biên soạn lại dựa trên nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau cũng như là kiến thức của mình, thì thành ra là các bạn nếu được thì các bạn có thể mua thêm để đọc. Thì như vậy chúng ta biết được về cái tâm tai, biết về được cái sao của cửu diều tinh quân, tức là ví dụ như La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch vân vân, cũng như là cái cách hóa giải để chúng ta hóa giải những cái xấu của các sao đó. Thì khi mà chúng ta biết cách hóa giải thì chúng ta có thể tự hóa giải được, không cần thiết phải là gửi lên chùa, bởi vì thường thường hàng năm thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều người đến cái năm hàn tâm tai hay là những cái sao xấu thì chúng ta thường hay gửi lên các chùa hoặc là các đền để hóa giải. Nhưng mà mọi người không có nghĩ rằng là tại vì sao chúng ta tự nghĩ rằng đến cái xấu chúng ta mới hóa giải, mà cái tốt chúng ta lại không làm cho nó tăng lên. Đó là cái sai lầm của chúng ta là như vậy. Chúng ta cứ đi lo lắng những cái xấu mà chúng ta không biết tận dụng cái tốt. Cho nên là chúng ta học phong thủy đâu, chúng ta cần phải biết rằng là những cái xấu thì chúng ta hóa giải, chúng ta hạn chế, với những cái tốt thì chúng ta phải làm và tăng lên. Còn nghĩa là nếu như chúng ta gặp cái sao xấu thì chúng ta cúng để chúng ta hóa giải cái xấu. Nhưng mà giả sử như chúng ta gặp được những cái sao tốt thì chúng ta cúng để làm được cái tốt nó tăng lên. Đúng không? Chứ không phải là chỉ có xấu chúng ta mới cúng, còn tốt thì chúng ta thôi, chúng ta không có cúng. Rồi chúng ta cần phải biết rõ những cái đó. Như vậy cái buổi học thứ ba về cái tam tai và cửu diều tinh quân cũng như cái cách hòa giải đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo. Chào các bạn.